Trong tập trước, Phương Lâm sau khi mua được đan lô cấp 5 thì bị nhóm tu sĩ đấu tả phái để ý và truy sát hòng đoạt bảo. Do chênh lệch level quá lớn nên Phương Lâm chỉ biết quay đầu cắm cổ bỏ chạy, cố gắng trở về động phủ nơi có trận pháp mà hắn cùng Lý Mộ Uyển đã bố trí sẵn, nhanh chóng kết đan thì mới có cơ hội giữ mạng. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đúng lúc này, chỉ thấy tay phải của Phương Lâm duỗi lên cao giống như chống trời vậy, trong mắt lấp lánh hàn quang, tóc bay theo gió, quần áo trên người lại càng phát ra âm thanh phần phật. Phi kiếm thủy tinh ở dưới chân hắn lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo. Rất nhanh, một tia lam sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, bầu không khí ở bốn phía lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngoại trừ cực cảnh thần thức là đòn sát thủ của Phương Lâm ra thì lam sắc hỏa diễm này cũng được tính đến. Nếu cực cảnh thần thức còn có thể sử dụng thì lam sắc hỏa diễm này hắn cũng chẳng muốn dùng. Khi còn ở bên trong sơn cốc thứ 14, Phương Lâm phát hiện hỏa diễm này sau mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một lần. Nhưng bây giờ đối phương đã từng bước áp sát, không để cho hắn băn khoăn thêm nữa. Ngọn lửa băng vừa hiện ra, ba người tu sĩ kết đan sắc mặt có biến đổi lớn. Không đợi bọn họ có hành động, tay phải của Vương Lâm đã được huy động, ngọn lửa băng lớn bằng nắm tay được thổi từ từ về phía bọn họ. Nhìn tốc độ có vẻ chậm nhưng thật sự lại rất nhanh, những ngọn gió từ bốn phía trên không trung thổi tới lập tức trở thành gió băng, giống như một con dao nhỏ nhanh chóng ngừng tụ lại trở thành vật thể bay về phía ba tên kia. Ba tên kia không chút do dự lập tức phân tán ra bốn phía, nhưng tốc độ của ngọn lửa băng đột nhiên tăng mạnh, lấy một góc độ khó tin, nhiều lần đánh lên cánh tay của tu sĩ bị thương kia. Trong nháy mắt, tên tu sĩ kia thậm chí kêu cũng chẳng kịp, cả người đều bị ngọn lam sắc hỏa diễm bao phủ, khoảnh khắc đã tiêu tan chẳng còn gì. Ngọn lửa băng mỏng manh vẫn tiếp tục bay về phía một người tu sĩ, nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng sấm nổ, ngay sau đó 7-8 đạo cầu vồng phá không bay đến. Phương Lâm biến sắc, tay phải hóa thành chảo, ngọn lửa băng lập tức được thu vào bên trong cơ thể, không nói nhiều lại quay đầu bỏ chạy. Lúc này, hắn xuất linh lực ra 100%, bất chấp mọi thứ mà liều mạng bỏ chạy. Đột nhiên đối phương xuất hiện 7-8 tên chi viện kết đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất trong 7-8 người này cũng là kết đan trung kỳ. Phương Lâm trong lòng thất kinh, không để ý đến chuyện giết địch nữa mà nhanh chóng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc bỏ chạy, lòng hắn đã hiểu rõ, lúc này đây, mình đang bước trên một con đường không có lối thoát, ngoại trừ kết đan thành công, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu bối ở phía trước, lão phu muốn xem ngươi có thể chạy đi đến đâu. Giết trưởng lão của đấu tà phái ta, cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng chỉ có con đường chết thôi. Đại trưởng lão kết đan trung kỳ Tiễn Khôn chậm rãi nói, tay phải của hắn tùy ý mà phất lên một cái, ngay lập tức cái phù văn màu vàng ngưng tụ lại thành hình trước người hắn. Hắn đưa tay ấn một cái, phù văn kia lập tức lấp lánh bay đi. Phương Lâm cảm thấy hậu tâm bị uy hiếp, hắn không chút do dự mà khẽ lắc người, né cái phù văn đang đánh tới chỗ hiểm. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều văn xuất hiện, Phương Lâm một mực né tránh, hắn một mực không quay đầu lại, cắn chặt răng nhanh chóng bay về phía trước. Không lâu sau, ánh mắt Phương Lâm đã có thể nhìn thấy một nơi, xuất hiện một ngọn núi. Bên ngoài ngọn núi này có rất nhiều sương mù, nhìn không thấy được vẻ bề của nó. Phương Lâm không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng vọt xuống. Trong nháy mắt khi hắn tới sát bên đám sương, làn sương đột nhiên mở ra một con đường. Một cô gái xinh đẹp quần áo màu tím, kinh hoàng lộ ra thân ảnh. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, liên tiếp những phù văn màu vàng lấp lánh chói mắt lao tới giống như tia chớp. Khi Phương Lâm bay vào trong màn sương mù, từng cái một bay đến sau lưng hắn. Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như một con diều đứt dây mà rơi vào bên trong mê vụ. Chỗ này từ lúc nào lại xuất hiện trận pháp bậc này chứ? Đại trưởng lão Tiễn Khôn sắc mặt bình thản lạnh lùng nói. Cả đám tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Tiễn Khôn hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận quan sát trận pháp này vài lần rồi nhíu mày nói, trận pháp này có thể biến hóa ra giao long, nhất định không đơn giản. Côn Tang, ngươi dùng vạn phong ấn thử xem. Côn Tang chính là một trong ba người đã đuổi theo Vương Lâm từ đầu. Hắn không nói nhiều mà lập tức chuyển thân bay lên trời, vung tay áo bên phải xuất ra một thạch ấn màu đen. Nó ở trên không trung đón gió mà trở nên to lớn hơn, rồi lập tức hóa thành một ngọn gió lớn. Ánh mắt Côn Tang ngưng trọng, bàn tay ấn xuống phía dưới một cái, ngọn gió này lập tức rung động, hung hăng từ trên không thổi xuống. Giao long được tạo thành từ sương mù giống lên một tiếng, rồi phóng lên cao, cùng với ngọn gió kia va chạm vào nhau, tiếng sấm vang lên, ngọn gió bị đánh ngược trở lại. Côn Tang sắc mặt có chút trắng nhợt, linh lực ở trong cơ thể bị kích động, hắn hít sâu mấy hơi, lúc này mới chỉ hoãn lại được. Đồng thời khi ngọn gió bị đánh bay, thân thể con giao long kia lập tức hóa thành sương mù, tiêu tan sạch, toàn bộ đại trận lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Vương Lâm sắc mặt trắng xanh, sau khi đi vào thạch phủ thì lập tức lấy cái hộp gỗ chứa bách thú linh lô ra đưa cho Lý Mộ Uyển ở phía sau rồi yếu ớt nói, đây là đan lô cấp 5, dùng tốc độ nhanh nhất trong một ngày phải luyện chế được thiên ly đan. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn hộp gỗ ở trong tay, sau khi mở ra nhìn thoáng qua,
tận đáy lòng đã xác định được giá trị của cái đan lô này. Nàng than nhẹ một tiếng, cầm đan lô bước nhanh đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế thiên ly đan. Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một, Lý Mộ Uyển luyện đan một ngày, không sinh ra tạp niệm, tập trung tất cả vào trong công việc này. Mặc dù vậy, nàng vẫn rất căng thẳng. Mức độ căng thẳng thế này, mặc dù khi nhỏ lần đầu tiên nàng nhìn sư phụ luyện đan, cũng chưa bao giờ xảy ra. Thời gian sau, Lý Mộ Uyển tóc tai bù xù từ đan phòng lao ra, hai mắt chứa đầy những tơ máu, thần sắc mệt mỏi dị thường, ném cho Vương Lâm một viên hồng sắc đan dược. Một tia linh khí sung mãn từ đan dược tràn ra, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần tràn đầy. Đây là thiên ly đan đã được luyện chế xong, tuy nhiên hiệu quả hơi giảm xuống. Vương Lâm không nói hai lời, hai ngón tay kẹp lấy đan dược, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, không cần nghĩ ngợi lập tức bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng đã ngay lập tức tan ra, một cỗ hảo nhiệt từ trong bụng dần nóng lên. Vương Lâm bộ túi chữ vật, xuất ra linh khí dịch thể, uống lấy vài ngụm, sau đó thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống, trùng kích kết đan kỳ. Thạch phủ chấn động mạnh, đất đá rơi xuống ngày một nhiều, bên ngoài sương mù dày đặc chỉ còn lại một ít. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn, cắn môi, xuất phi kiếm và thủ ở cửa động, hộ pháp cho Vương Lâm, đồng thời đánh nát tất cả hòn đá đang rơi xuống, không cho chúng rơi trên người Vương Lâm. Tiễn Khôn huy động cự phong, không ngừng ập xuống, hắn đưa mắt đảo qua tình hình bên dưới, lộ trên mặt sát khí càng lúc càng mạnh. Những tu sĩ xung quanh cũng mang vẻ mặt hưng phấn, khống chế pháp bảo, triển khai cường công vào trận pháp trên ngọn núi này. Mê vụ trên trận pháp thưa dần, 10 con dao long cao đến trăm trượng được ảo hóa ra, cũng chỉ còn đến hơn 30 trượng nữa. Tay phải Tiễn Khôn vung lên, lập tức cự phong thu nhỏ lại, hóa thành thạch ấn dừng lại trong tay Côn Tang, ném cự phong lại phía sau. Tiễn Khôn khẽ quát một tiếng, nhảy ra bên cạnh dao long, hai tay hắn hợp nhất, phát ra một đạo điện võng, ấn xuống đầu dao long. Tiễn Khôn quát lớn, phá. Mê vụ dao long rên lên một tiếng, thân mình lập tức tiêu tan, dần biến mất. Đó cũng là đám mê vụ cuối cùng của Cửu Ly Thi Cốt Trận. Cửu Ly Thi Cốt Trận uy lực tuy lớn, nhưng không chịu được sự công kích 3 ngày liên tục của 10 tên kết đan kỳ tu sĩ. Nếu như Lý Mộ Uyển vẫn chưa luyện đan mà đứng ra chủ trì trận này, thì đại trận này sẽ không dễ dàng bị phá như thế. Đại trận vừa bị phá vỡ, lộ ra một hang động đang sắp sụp đổ bên sườn núi. Những tên ma tu đấu tả phái này lập tức bao vây lấy nó, nhưng vừa tiến vào trong được hơn 20 trượng, từng trận sấm sét đánh đến. Tuy rằng uy lực không lớn nhưng có số lượng rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng tạo ra cảnh tượng có chút đồ sộ. Những trận pháp cơ sở Vương Lâm bố trí trước đó lúc này biểu lộ ra uy lực của nó, nhưng cũng chỉ là những trận pháp cơ sở nên uy lực có hạn. Dưới sự giận dữ của mấy tên kết đan kỳ ma tu này, chúng liên tiếp bị phá hủy. Ánh mắt Tiễn Khôn lạnh lùng, vẫn chưa ra tay, vì mục tiêu của hắn là tên giả đan tiểu bối. Một đoàn điện võng trong tay hắn dâng lên, Tiễn Khôn đã tính toán kỹ, với khoảng cách hiện tại, chỉ cần tiểu bối kia lộ diện là ngay lập tức hắn sử dụng tiên võng vây khốn hắn lại. Một hình ảnh nổi bật bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động, với trang phục thanh nhã thoát tục, đôi môi đỏ thắm, nàng đẹp tựa mỹ nhân, khiến cho người ta rung động và không kiềm nổi lòng mình. Lúc này ánh mắt dâm tà của đại đầu tu sĩ sáng lên, hướng về Lý Mộ Uyển, miệng cười nói, tiểu nương tử, từ nay về sau trong những người hầu hạ lão phu, ngươi chính là lô đình của ta. Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, thoáng một chút thê lương, nhìn trảo thủ của đối phương lao đến, đang định tự đoạn tâm mạch. Tuy nhiên ngay lúc này, tên đại đầu tu sĩ bỗng nhiên hét lên, thanh âm cực độ thê thảm, máu ở mũi và miệng hắn phun ra, thất khiếu cũng lập tức ớm máu, thân mình hắn giống như bị chạm thật mạnh, bị hất văng ra xa. Hắn còn chưa kịp rơi xuống đã bị một cổ lực lượng vô hình kéo trở lại, phịch một tiếng, đầu hắn đã bị chặt đứt, chỉ lưu lại một cỗ thi thể không đầu, thần thức tiêu tán. Kim đan của hắn lướt qua bên người Lý Mộ Uyển, bay vào trong động. Từ lúc này, Vương Mỗ chính là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh kỳ. Nếu trong số các ngươi không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì các ngươi có thể coi như đã chết. Một thanh âm lạnh như băng từ trong động truyền ra. Ngay sau đó, một bóng đen to dần, từ từ ở trong động hiện lên và dần xuất hiện trước mặt mọi người. Với đầu tóc đen nhánh, diện mạo lạnh lùng, đôi mắt vô tình, tất cả như là một khối huyền băng sừng sững đứng ở giữa đất trời. Một đám kết đan tu sĩ còn lại thần sắc ngay lập tức cũng biến hóa, nhất là Phác Lâm, cũng không hề có nửa điểm dấu hiệu đã ngã xuống bỏ mình. Đại trưởng lão Tiễn Khôn đã bỏ chạy không chút do dự. Sau đó, đám còn lại cũng lập tức xuất ra toàn bộ linh lực, tỏa về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trối chết. Sợ mình chậm hơn một chút sẽ thành người bị giết đầu tiên. Lý Mộ Uyển nhìn những thân ảnh đó một lát, thở phào nhẹ nhõm, thân mình mềm nhũn ra, tựa vào vách tường. Đột nhiên một cánh tay lạnh như băng vòng qua dưới nách nàng. Lý Mộ Uyển cả kinh, lập tức cảm thấy thân mình đang bay lên cực nhanh. Trong mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, đáy lòng nàng liền yên tâm lại. Trước mắt nàng hiện ra sương mù cuồn cuộn, đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Vương Lâm. Không nên cử động, ta mang người đi giết người. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.